Chào anh em đã quay lại với kênh tin tức của tôi ngày hôm nay. Hương Giang mặc concept làm Veretti, hoa hậu chuyển giới Hương Giang diện concept với quần lưới kết màn trong show thời trang chị Emin. Tối ngày 14 tháng 7 trong đêm thứ hai của tuần thời trang quốc tế Việt Nam 11-13 tới ngày 16 tháng 7, Hương Giang trình diện bộ cánh màu đỏ thiết kế gồm concept và quần lưới ống rộng, giày, phát thông và áo choàng xuyên thấu. Hoa hậu đội tóc giả kiểu PCE, đeo khuyên tai tròn màu ánh kim mang hơi thở của retro. Vào tháng này thì người đẹp 32 tuổi gây chú ý khi làm huấn luyện viên The New Mentor, chương trình truyền hình thực tế tìm kiếm đào tạo thế hệ người mẫu có tố chất lãnh đạo phù hợp với thị trường thời trang cao cấp. Và sau đây là những hình ảnh giữa các hoa hậu với nhau, anh em có thể chiêm ngưỡng. Nhưng mà tôi không biết hoa hậu này chuyển giới hay là không chuyển giới nghe anh em. Vì trong bài báo này nó không nói rõ. Và nếu chuyển giới thì cũng đẹp thôi. Anh em nào đam mê sự chuyển giới thì đừng quên cho tôi một like, một chia sẻ, một comment nha. Tạm biệt.